Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục video bình luận về trận thi đấu thứ 7 tại trường đua Catalunya, đất nước Tây Ban Nha. Như thường lệ, mình sẽ set up cái động cơ cũng như lột số để chuẩn bị bước vào trận đua này. Trận đua này thì tay đua Alexi sẽ vào phía đầu tiên, thì bạn cũng đúng sắp. Các tay đua đã chuẩn bị vào quá sắp lắp để chuẩn bị cho trận đua. Just a few moments to go and the Catalan Grand Prix will officially begin. Riders are getting focused because they know that trận đua chính thức bắt đầu. Trong trận này thi đấu ngày hôm nay thì tay đua Alexi là tay đua xuất phát đầu tiên. Catalunya tại Barcelona đã có một va chạm xảy ra. Chính là tay đua ở đây Mobili và một tay đua của tay đua số 41 là tay đua Pois Espargaró đã gặp tai nạn. Marquez hiện tại đang dẫn đầu, Alexi Dovizioso đang xếp thứ hai và thứ ba. Tay đua số 67 và điều khiển xe này hiện tại đang xếp vị trí ngồi top 10. Những vòng đua đầu tiên là những vòng đua rất khó khăn. Đây là những các tay đua xuất phát rất đông, rất dễ gây tai nạn khi mà nếu không làm chủ tốc độ cũng như là cái vận tốc của chiếc xe, như là cái đường đi của xe, chỉ cần một va chạm nhẹ thì các tay đua sẽ gặp tai nạn ngay. Đường số 67 là đường Rossi, hai đường đường đang tranh đầu đi, nó gay gắt. Trận đua chỉ mới bắt đầu nhưng trận đua diễn ra rất hấp dẫn. Bằng sau đây là đường đường Rossi và đường đường Valentino Rossi. Camera trên xe của tay đua Rossio. Chúng ta cùng xem lại cái pha quay chậm Rossi và tay đua Rossio. Pha quay chậm rất đẹp. Rồi qua trở lại trận đua, tay đua Rossio vừa mặt tay đua Raylo Petrucci vừa lấy lành lấy thứ 7 và đúng sắp. Nhưng ngay sau đó tay đua Petrucci lại vượt được tay đua Rossio. Đối thủ tiếp theo của tay đua Rossio đó chính là tay đua trẻ
Fabio Quartararo, đội đua 21 tuổi của đội đua Extreme Yamaha. Camera đặt lên xe onboard của Daniel Ricciardo, tốc độ rất cao. Trường đua Catalunya là trường đua thứ hai trong thế giới MotoGP mà đất nước Tây Ban Nha đăng cai. Ricciardo đang bám rất chắc tay đua Fabio Quartararo, chờ cậu để mà tấn công vượt mặt. Ricciardo đã bám rất sát được của Quartararo. Xếp ngay sau Ricciardo là cặp đôi của Ducati Team, Mr. Ducati Team, đội với tên Prisma Racing. Ducati Team gồm hai tay đua Bagnaia và tay đua Jack Miller. Camera đằng trái của Ricciardo và cạnh tranh vị trí. Và như vậy là tay đua bám đuôi xe của tay đua Quartararo đang chọn cái thứ năm thì bắt đầu sắp. Và như vậy Rosso vượt mặt tấn công được tay đua Fabio Quartararo đang tấn công rất gay gắt tay đua Maverick Vinales. Tay đua Maverick Vinales là tay đua đồ hàng đầu giá mạng. Và như vậy là tay đua Ricciardo đã vượt mặt tấn công được tay đua Maverick Vinales. Và đối thủ tiếp theo đó chính là tay đua Carlos Long, Alex Rins và Marc Marquez. Rosio, Maverick Vinales và tay đua Quartararo cạnh tranh rất gay gắt trên đoạn đường ngắn. Tuy nhiên, Rosio phần trễ hơn nhưng Rosio đã vượt mặt thành công cho các tay đua. Đoàn bám rất sắc tay đua Cán Cuslo. Ricciardo vừa hoàn thành công tay đua Cán Cuslo và đang đối thủ tiếp theo đó chính là hai tay đua Marquez và tay đua Alex Rins. Và tiếp tục Ricciardo lại vượt mặt thành công được tay đua Alex Rins để cạnh tranh cho vị trí số 1 với Marquez. Một trận đua diễn ra rất gay cắn với tay đua Aprilia chỉ mới tham gia một giải MotoGP đầu tiên. Là khá nhiều tấn công.
Rosso đã bám sát được đuôi xe của thầy đua Marquez và chờ cậu để mà vượt mặt. Cuộc cạnh tranh rất quyết liệt giữa thầy đua Rosso và thầy đua Marquez cho vị trí số 1. Và như vậy Rosso đã vượt mặt thành công đối với thầy đua Marquez, vừa làm vị đầu tiên trên bảng xếp hạng. Một trận đua rất gay cấn tại trận đua Catalunya, khi mà Rosso đánh bại được các thầy đua số 1 hiện nay như Alexi, Marquez, Vinales, Quartararo. Alexi vừa vượt mặt đối với lại thầy đua Rosso. Trận đua đã bước vào những vòng đua cuối cùng. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi những khúc cua cuối cùng của trận đua. Alexi, một thầy đua số 1 của Suzuki. Camera đã đánh xe của Rosso. Marquez cùng bám sát thầy sao thầy đua Rosso. Tuy nhiên, sao Marquez dùng có thầy đua trẻ Fabio Quartararo đầy sức sống. Và đây là vòng đua cuối cùng. Vòng đua áp chóc. Những nỗ lực của Rossi nhằm bám đuổi thầy đua Alexi tại trận đua Catalunya. Rosso đã cản tràn rất quyết liệt đối với thầy đua Alexi. Và đây là những khúc cua cuối cùng trước khi về đích. Một trận chiến rất quyết liệt của hai thầy đua. Và như vậy là các thầy đua sẽ về đích. Và là thầy đua Alexi đã xuất sắc giành chiến thắng với thầy đua Rosso. Chiến thắng rất gay cấn giữa hai thầy đua. Các thầy đua chỉ 0,037 giây, thật là kinh khủng. Fabio Quartararo thứ ba, Marquez thứ tư. Và trên bảng tổng sắp thì Marquez còn đang dẫn đầu thầy đua Rosso theo 14 điểm.
Rồi, video này kết thúc. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người các video sau. Nếu thấy video hay thì hãy nhấn like, chia sẻ video và nhớ đăng ký video. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người các video sau. Chúng ta cùng xem là cái pha phần trọng giữa Rossi và thầy đùa Alexi. Rất đẹp.